cơn mưa vội vàng trong qua cuốn em, nhưng nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ đôi ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim em sẽ không vì ai phải đơn đau. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em anh thường đi rất nhanh, vô quen khi xưa giờ đây mình anh chẳng còn bóng em, chẳng còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì, người cùng đã ra đi, nếu kéo làm gì. Oh no, oh, oh. Hey, em sẽ quên anh mãi mãi, những phút dài không vì quá ngu ngơ. Anh yêu thật nhiều chẳng nghĩ. Hey, anh sẽ quên chờ từng đêm một mình ngóng trông cuộc tình về anh, về em. Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết, vì là do một người đi qua cuộc đời, vì anh vội vàng xóa tan lời hẹn về anh, về em. Thì thôi anh đi đi, em không quan tâm giữ lại. Xin chào các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức một ca khúc đến từ ca sĩ Lê Nhung và guitar player Quang Linh của TCA. Và để góp phần làm nên một buổi trình diễn hoàn hảo như vậy thì chúng ta không thể thiếu đi những thiết bị âm thanh và đặc biệt là những chiếc micro để mang lại được chất lượng âm thanh từ ca sĩ của chúng ta. Và trên thị trường hiện nay, để lựa chọn một chiếc micro ưng ý cho mình thì chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau đến từ các thương hiệu. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là chiếc micro mà ca sĩ của chúng ta vừa sử dụng để biểu diễn bài hát vừa rồi. Và đây là một trong những sản phẩm nằm trong bộ thu phát không dây TEV-TL9100. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về bộ sản phẩm này. Bên cạnh mình hiện tại đang là bộ thu phát không dây TEV-TL9100. Và về tổng quan của bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ có thứ nhất đó là bộ thu không dây và thứ hai đó là bộ phát. Thì đặc biệt là bộ sản phẩm này của chúng ta sẽ có hai chiếc micro như thế này. Và với việc sở hữu hai chiếc micro thì bộ sản phẩm này rất là phù hợp với các bạn đang có nhu cầu để chúng ta sử dụng trong các không gian như là hội thảo, hội họp, các buổi talk show hay là trong các buổi karaoke gia đình. Và đặc biệt là các bạn nào thích song ca thì đây chắc chắn sẽ là một bộ sản phẩm hoàn hảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về từng sản phẩm trong hệ thống này. Đầu tiên đó là bộ thu không dây. Về bộ thu không dây này, về ngoại hình của sản phẩm thì đây là một sản phẩm được thiết kế với màu đen rất là tinh tế và trang nhã và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, khi mình bật nút công tắc nguồn lên thì sẽ hiển thị ở đây là hai màn hình LCD. Bởi vì bộ sản phẩm của chúng ta sử dụng được hai micro song song nên ở phần bộ thu không dây này chúng ta sẽ có phần màn hình LCD dành cho hai micro. Và bên cạnh màn hình LCD đó là thiết kế của các phím nút điều chỉnh để cho chúng ta có thể set up. Thứ nhất là điều chỉnh về âm lượng ở up và down. Còn phím set là để cho chúng ta tùy chọn các hiệu ứng và các kênh. Và bên trái của sản phẩm ở đây thì chúng ta có nút nguồn power để sử dụng để bật tắt thiết bị. Còn về mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ có hai chiếc anten 9V DC để chúng ta có thể bắt sóng, cũng như là với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng lắp đặt ở rất là nhiều không gian. Ngoài ra, mặt sau sản phẩm còn được thiết kế bố trí với hai cổng ra đứng cạnh nhau song song, giúp cho việc chúng ta kết nối sẽ dễ dàng và linh hoạt hơn. Và tổng trọng lượng của sản phẩm chỉ khoảng 1,6 kg, giúp chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt và di chuyển. Còn về tính năng của sản phẩm thì ngay sau đây mình sẽ chỉ ra một số các đặc điểm nổi bật của sản phẩm này. Đầu tiên đó là sản phẩm sử dụng dải tần số UHF với chế độ True Diversity, giúp kết nối âm thanh một cách chân thực và mạnh mẽ với hai cân anten. Đặc điểm số 2 đó là sản phẩm ứng dụng kỹ thuật số POL, giúp kết nối lên tới 100 kênh đa dạng. Đặc điểm số 3 đó là có khả năng kết nối hai kênh song song, giúp chúng ta có thể sử dụng hai micro đồng thời cùng một lúc. Và để nói về phạm vi bắt sóng của sản phẩm này thì chúng ta phải nói một từ rất là đáng nể, đó là lên tới hơn 200m, giúp chúng ta có thể lắp đặt rất là tiện lợi ở các không gian khác nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ phát không dây kèm micro.
thì bộ phát không dây này của chúng ta sẽ gồm có hai chiếc micro. Về hình thức thiết kế thì như các bạn có thể quan sát thì sản phẩm được thiết kế với một màu đen rất là tinh tế, và đây cũng là màu khá là cơ bản cho dòng micro. Và với cảm nhận của mình thì khi cầm sản phẩm này khá là chắc chắn và đầm tay. Và để phân biệt hai sản phẩm khi sử dụng thì nhà sản xuất đã thiết kế với hai mũ mic hai màu khác nhau để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và về đầu mic thì đầu mic được thiết kế bằng lưới kim loại thép không gỉ ở bên ngoài, giúp cho thu âm và định hướng rất là tốt. Vì vậy mà giúp cho chúng ta mang lại được cái chất lượng âm thanh, đặc biệt là về giọng hát, vô cùng trong trẻo và tuyệt vời. Ngoài ra thì với sản phẩm được thiết kế với công tắc bật rất là tiện lợi ở bên ngoài, thì chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng ở trên màn LED này với hiển thị 32 kênh khác nhau. Và cùng trên màn LED này thì cũng hiển thị tín hiệu báo năng lượng của sản phẩm, tức là khi chúng ta sử dụng gần hết pin thì sản phẩm sẽ báo ở hiển thị ở đây để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Và sản phẩm thì được thiết kế nằm trong dải tần số lớn nên khi sử dụng thì khá là ổn định, hạn chế được cái tiếng nhiễu và tiếng hú. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng được rất là tốt, mang lại cái sự tái tạo âm thanh rất là ổn định ngay cả khi trong những không gian có nhiều vật cản. Và với dòng sản phẩm của TR9100 này thì chúng ta có thể sử dụng hai micro cùng một lúc bằng cách kết nối với jack cân bằng hoặc là jack không cân bằng. Với những tính năng và thiết kế của bộ thu phát không dây TR9100 mình vừa chia sẻ thì đây thực sự là một sản phẩm rất là phù hợp để sử dụng cho các nhu cầu như là trong các buổi trình diễn âm nhạc, trong các phòng hội thảo, hội họp hoặc karaoke gia đình. Đây sẽ là một lựa chọn các bạn có thể cân nhắc bởi vì chất lượng thì khá là tốt trong tầm giá. Ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay chìm sâu vào giai điệu êm ái. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa. Sao băng trôi qua tình ta bao lang chiếc hôn đầu, để rồi mãi ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông. Vừa rồi thì các bạn đã được lắng nghe một ca khúc vô cùng ngọt ngào và cảm xúc. Và một trong những yếu tố để góp phần làm nên màn trình diễn hoàn hảo đó chính là sản phẩm bộ thu phát không dây TEV TR9100 mình mới giới thiệu với các bạn ở trên. Và với tầm giá chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng là các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được bộ sản phẩm này. Và mình tin chắc rằng đây sẽ là một người bạn thân thiết có thể đồng hành cùng các bạn trong bất cứ một màn trình diễn hay một cuộc vui âm nhạc nào. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Chương Trình Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 56. Và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Chương Trình Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.